Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa đề nghị công an thành phố cung cấp danh sách cán bộ vi phạm nồng độ cồn khi mà tham gia giao thông để gửi về cơ quan đơn vị nơi cán bộ đó công tác và yêu cầu phải kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu ở tại cơ quan cũng như đơn vị. Cụ thể Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi công an thành phố các sở ngành, quận huyện về việc cung cấp thông tin trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là các cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước. Căn cứ theo thông báo thủ trưởng các cơ quan đơn vị căn cứ mức độ vi phạm nghiên cứu xem xét kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ vi phạm theo quy định. Người đứng đầu cơ quan đơn vị cũng phải tự kiểm điểm trách nhiệm về quản lý, tuyên truyền đối với quy định về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông tại đơn vị. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng hay là hàng và năm thì sẽ báo cáo kết quả xử lý về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.